Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự Khánh Hòa tối nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 5. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa đón tín hiệu vui từ thị trường khách du lịch Trung Quốc. Nha Trang niêm yết mã QR quảng bá du lịch và đường dây nóng hỗ trợ du khách. Lực lượng an ninh kinh tế Công an Khánh Hòa đảm bảo an ninh kinh tế trong thời kỳ mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, các dự án công trình giao thông chiếm tỷ trọng rất lớn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đang được triển khai đồng loạt tại tất cả các vùng miền của đất nước với hệ thống đường cao tốc Bắc Nam và Đông Tây. Hiện nay, điều kiện thời tiết đang rất thuận lợi cho thi công xây dựng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tích cực vào cuộc tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đối với nhóm đã duyệt dự án, trong đó có cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục theo quy định để khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm nay theo yêu cầu tại các nghị quyết của chính phủ. Đối với nhóm đang thi công như các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương cần tập trung giải quyết các vướng mắc về vấn đề khai thác mỏ vật liệu xây dựng và bãi đổ thải, đây là điểm nghẽn trong triển khai các dự án hiện nay. 12 tỉnh thành phố có dự án đi qua, trong đó có Khánh Hòa, tập trung giải quyết các khiếu nại của người dân về giá đền bù, xem xét bố trí tạm cư cho người dân khi chưa hoàn thành khu tái định cư, thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến thi công, phối hợp với các chủ đầu tư ưu tiên triển khai trước các vị trí tiếp cận công trường, các đoạn tuyến phải xử lý nền đất yếu đẩy nhanh các thủ tục cấp mở vật liệu xây dựng, bãi đổ thải. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản chỉ đạo đẩy nhanh thi công các dự án nhưng phải bảo đảm về chất lượng. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung cấp điện trong những tháng cao điểm nắng nóng, không để xảy ra thiếu điện. Bộ sẽ xem xét xử lý cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm. Cùng với việc tích cực chủ động khắc phục các nguyên nhân khách quan do thời tiết khí hậu, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các giải pháp điều hành hiệu quả lãnh bộ sẽ nghiêm túc xem xét xử lý các cá nhân tổ chức thiếu trách nhiệm nếu để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu EVN tập trung mọi nỗ lực trong vận hành hệ thống điện, có giải pháp cấp bách trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hệ thống điện quốc gia phải được đảm bảo, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thiết yếu của đời sống sản xuất kinh doanh của người dân. Để mạnh việc giải tỏa công suất và tính sẵn sàng của các nhà máy điện, cẩn trương khắc phục các sự cố nguồn điện, lưới điện, tiết kiệm mọi chi phí để phục vụ nhu cầu nhiên liệu sơ cấp, phục vụ cho các nhà máy điện. Bên cạnh đó, yêu cầu EVN thực hiện phát động phong trào tiết kiệm điện trong toàn ngành, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các khách hàng sử dụng điện lớn cùng chung tay tiết kiệm điện. EVN và các đơn vị liên quan cũng cần phải có giải pháp chủ động, linh hoạt, thực hiện nghiêm túc quy định trong khai thác, quy động nguồn nước trong các hồ chứa, đảm bảo sử dụng khai thác thủy điện hiệu quả trong bối cảnh thiếu nước cho thủy điện. Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi chính phủ về việc ban hành nghị định của chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó sẽ có 9 nhóm đối tượng được hưởng mức tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 tới. Tờ trình nhấn mạnh vì xây dựng nghị định của chính phủ là để thể chế hóa chủ trương của đảng và quốc hội về điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng một tháng, tăng thêm 20% với các tỉnh thành phố trực thu trung ương sẽ sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán trong năm nay và được sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương cũng như nguồn cải cách tiền lương năm 2022 còn lại chưa dùng hết. Địa phương cũng được sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến cung cấp dịch vụ thu phí. Dự thảo nêu ngân sách trung ương sẽ bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu, các bộ ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Lãnh đạo chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, ngành đường sắt tổ chức tăng thêm tàu tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang trong dịp hè để phục vụ người dân. Cụ thể, từ ngày 31 tháng 5, tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn vào các ngày thứ tư 5 6 7 hàng tuần vào lúc 22 giờ 5 phút đến ga Nha Trang vào lúc 6 giờ 30 phút. Chiều ngược lại, từ ngày 1 tháng 6, tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày thứ năm, sáu, bảy chủ nhật hàng tuần vào lúc 12 giờ 30 đến ga Sài Gòn vào lúc 22 giờ. Hiện trên tuyến đường này, đường sắt đang chạy hàng ngày một đôi tàu SNT1 và SNT2. Ngoài ra, ngành đường sắt vẫn áp dụng nhiều chương trình giảm giá lên đến 30% như hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên được giảm từ 20 đến 30% giá vé hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 3 cho đến 11% giá vé. Hành khách mua vé khứ hồi cũng được giảm 5% giá vé lượt về. Sau gần 2 tháng, Trung Quốc chính thức mở cửa cho các đoàn khách du lịch đến Việt Nam. Thị trường khách từ quốc gia này đã dần khởi sắc trở lại. Dù chưa được như kỳ vọng, nhưng các chuyến bay từ Trung Quốc đến sân bay Cam Ranh đang tăng dần trong thời gian gần đây. Theo Tổng cục Du lịch, trong tháng 4, Việt Nam đã đón 12.000 lượt khách Trung Quốc, tăng hơn gấp đôi so với tháng 3, đây là mức tăng trưởng tốt nhất trong các thị trường khách du lịch của Việt Nam. Ở Khánh Hòa, sau nhiều nỗ lực kết nối, thời gian gần đây, các đoàn khách Trung Quốc đã đến ngày một đông hơn. Theo thông tin của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, lượng chuyến bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh bắt đầu ổn định và sẽ tăng dần đều trong thời gian tới. Hiện nay, mỗi tuần có 32 chuyến bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh. Dự kiến trong 10 ngày cuối tháng 5 sẽ có khoảng 90 chuyến bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh. Dù đã có những tín hiệu vui, nhưng theo nhận định của các đơn vị chuyên đón khách Trung Quốc, việc khôi phục thị trường khách Trung Quốc vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân một phần là do hiện nay Trung Quốc đang kích cầu du lịch nội địa nên lượng khách xuất ngoại chưa nhiều. Các tháng tới cũng chưa phải mùa du lịch cao điểm của quốc gia này. Dự kiến phải đến tháng 7, lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Khánh Hòa mới có thể tăng. Để tăng cường xúc tiến du lịch tại thị trường tiềm năng này, từ hôm nay 14 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hòa, tổ chức được xúc tiến tại thành đô tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin thiết yếu cho khách du lịch đến với nhà trang Khánh Hòa và để kịp thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng dịch vụ du lịch, giá cả sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn từ ngày 28 tháng 4, thành phố Nha Trang đã đồng loạt triển khai niêm yết mã QR, công khai trọng trải thông tin đường dây nóng hỗ trợ du khách. Bước đầu nhận được nhiều tín hiệu tích cực khi lượt du khách truy cập tìm hiểu về du lịch Nha Trang ngày càng cao. Những thắc mắc của du khách cũng được phản hồi nhanh chóng. Chỉ với một thao tác đơn giản, nhanh chóng trên điện thoại, khách du lịch và người dân địa phương đều có thể cập nhật đầy đủ thông tin về du lịch Nha Trang Khánh Hòa hiện nay. Khi quét mã QR code, thiết bị di động sẽ hiển thị toàn bộ nội dung thông tin từ tu tham quan, nhà hàng, quán ăn, khách sạn lưu trú đến những danh lam thắng cảnh tại thành phố Nha Trang. Bởi vậy, dù lần đầu đi du lịch Nha Trang Khánh Hòa là không thông thạo công nghệ thông tin, nhưng bà Nguyễn Thị Hiền, người dân tỉnh Lâm Đồng, vẫn có thể tự lựa chọn cho mình những địa điểm vui chơi, ăn uống, khách sạn thuận tiện với giá cả hợp lý chỉ với thao tác quét mã QR. Nói chung cái mã QR là tôi quét một cái là nó có đầy đủ thông tin cho nên khỏi tốn thời gian để tìm hiểu cũng rất là tiện lợi. Trước giờ thì những nơi khác đó, thì nó chỉ là trên mạng Google thôi. Mọi người sẽ hay là search Google địa điểm ăn uống, vui chơi hoặc là những trang bay để mọi người biết được những địa điểm vui chơi đó. Nhưng mà giờ có mã QR này rất là tiện tại vì cần gì chứ cho nó cũng có hết. Nhất là ăn uống, vui chơi, địa điểm check-in đều có hết trên đó. Với tốc độ phản hồi nhanh chóng và sử dụng những tiện ích từ việc sử dụng mã QR tìm hiểu du lịch Nha Trang Khánh Hòa đã giúp khách du lịch tiết kiệm thời gian tìm hiểu. Doanh nghiệp du lịch điểm đến thì tiết kiệm được nhân viên hướng dẫn, giới thiệu cho du khách. Hiện nay tại thành phố Nha Trang, mã QR này không chỉ được niêm yết trọng khắp tại từng buôn phòng, khu vực lễ tân, sảnh chờ, thang máy của cơ sở lưu trú, mà còn tại từng bàn ăn, quầy tính tiền của cơ sở kinh doanh ăn uống, các quầy bán vé, khu vực khách ngồi đợi ở ga Nha Trang, bến tàu du lịch Nha Trang. Đặc biệt, việc niêm yết mã QR, thông tin đường dây nóng hỗ trợ du khách cũng được triển khai tại dọc trên tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú, thành phố Nha Trang ý tưởng về QR code cho một điểm đến cũng rất là hay nó rất là thiết thực và các ý nghĩa à, một số cách thì họ nghĩ là nếu mà có thông tin sớm hơn nếu họ có QR code trước khi họ đến Việt Nam họ cũng tìm hiểu thêm thông tin còn khi tới Việt Nam thì những thông tin hỗ trợ có nó toàn là những thông tin hữu dụng của điểm đến thì luôn luôn đi du lịch mà mình luôn luôn mong muốn có những thông tin nhiều nhất có thể để tìm hiểu về điểm đến thì đây cũng là một cách để truyền thông tốt nhất từ khi triển khai đến nay, đã có hơn 63.000 lượt quét mã QR truy cập vào trang thông tin điện tử của thành phố. Hơn 400 cơ sở kinh doanh lưu trú dịch vụ, gần 600 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 116 cơ sở khác có hoạt động liên quan đến phục vụ khách du lịch như trung tâm mua sắm, siêu thị trên địa bàn thành phố Nha Trang đã thực hiện việc niêm yết mã QR, công khai rộng rãi thông tin đường dây nóng hỗ trợ du khách. Trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, toàn thành phố không ghi nhận các phản ánh tiêu cực trên mạng xã hội liên quan đến chất lượng dịch vụ du lịch. Bước thứ nhất là chúng tôi chuẩn cái nội dung tiếng Việt. Sau đó là hiện nay là chúng tôi đang tiến hành giai đoạn 2 là trên cơ sở là cho dịch ra các thứ tiếng không riêng là tiếng Anh mà những cái thứ tiếng mà đáp ứng cái nguyện vọng của cái du khách mà tới nhà trang Khánh Hòa là nhiều chẳng hạn như là tiếng tiếng Trung, tiếng Hàn, rồi à, tiếng Nga. Chúng tôi sẽ cố gắng là làm là hoàn thành trong tháng 5 để kịp thời là phục vụ cho cái số lượng du khách đến nhà Trang Hành Hòa dự cái festival biển nhà Trang Hành Hòa 2023. Hướng đến môi trường du lịch thông minh, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách, thành phố Nha Trang đang triển khai hiệu quả nhiều giải pháp tích cực nhằm phục hồi và phát triển du lịch. Trong đó việc niêm yết mã QR, công khai rộng rãi thông tin đường dây nóng hỗ trợ du khách được thực hiện trọng khắp, ngày càng nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách. Đặc biệt, thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện niêm yết mã QR giới thiệu về Nha Trang và thông tin đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch trên phương tiện ô tô taxi. Tiếp tục với các tin tức về văn hóa thể thao. Sáng nay tại Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ trao giải Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu Nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Cuộc thi Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu Nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2023 được phát động từ tháng 1 năm nay qua 4 tháng, ban tổ chức nhận được hơn 45.500 tranh của các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tác phẩm dự thi năm nay có chất lượng mỹ thuật cao, chủ đề rõ ràng, bố cục hài hòa, sáng tạo trong việc tiếp cận các chủ đề cũng như sắc màu, đường nét, chất liệu. Tập trung thể hiện các chủ đề chính như cảnh đẹp quê hương, tình yêu đất nước, tình cảm của cháu thiếu niên nhi đồng đối với bác Hồ kính yêu, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, ước vọng hòa bình phòng chống dịch COVID-19. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã có 375 giải cá nhân, trong đó có 75 giải vàng ở lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học, trung học và 3 giải tập thể cho các đơn vị xuất sắc nhất trong mọi nhóm tuổi. Sáng nay, Chùa Tổ Đình Sắc Tứ Long Sơn tại xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh đã tổ chức lễ đón nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam, bộ sưu tập và ốc tai tượng, điêu khắc tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và bộ kinh bổ môn Pháp Hoa có số lượng nhiều nhất Việt Nam. Ngày 24 tháng 5 2023, Viện Kỷ lục Việt Nam, Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với Bộ Sưu tập Võ Ốc Tai Tượng, điêu Khắc Tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và Bộ Kinh Bổ Môn Pháp Hoa có số lượng nhiều nhất Việt Nam. Kỷ lục được xác lập đến Thượng Tòa Thích Thượng Tín và Chùa Tổ Đình Sắc Tứ Long Sơn. Ngôi chùa được khởi dựng từ cuối thế kỷ 19 tại xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh. Đây là nơi Bồ Tát Thích Quảng Đức sinh năm 1897, mất 1963, xuất gia và tu học từ năm 1903 đến 1921. Năm 2015, Chùa Tổ Đình Sắc Tứ Long Sơn được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Bộ sưu tập gồm 70 tác phẩm điêu khắc tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, chạm khắc trên những vỏ ốc tai tường, được sưu tập và mang về từ trường Sa. Cùng với bộ sưu tập võ ốc tai tượng điêu khắc tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và bộ kinh Bổng môn Pháp Hoa có số lượng nhiều nhất Việt Nam, chùa còn lưu trữ một số di vật hiện vật của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Việc tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho chùa Tổ Đình Sắc Tứ Long Sơn và Thượng tòa Thích Tường Tín sẽ có phần giới thiệu, quảng bá những hình ảnh của bộ sưu tập và những giá trị văn hóa lịch sử của quê hương con người vùng đất Khánh Hòa. Sáng nay tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang, hơn 350 người cao tuổi đến từ 19 câu lạc bộ dưỡng sinh của các huyện, thị thành phố trong tỉnh đã tham gia đồng diễn thể dục dưỡng sinh. Hoạt động do câu lạc bộ UNESCO dưỡng sinh người cao tuổi tại Khánh Hòa tổ chức. Các hội viên người cao tuổi đã cùng nhau biểu diễn các bài quyền, múa lụa đôi, thể dục dưỡng sinh. Hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi mà còn là hình thức để biểu dương, khuyến khích người cao tuổi tham gia luyện tập thể dục thể thao, đẩy lùi bệnh tật, hướng đến cuộc sống vui khỏe bên con cháu và gia đình. Buổi đồng diễn sáng nay cũng là chương trình tổng duyệt chuẩn bị cho phần biểu diễn chính thức hưởng ứng Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 vào đầu tháng 6 sắp tới. Cũng trong sáng nay, tại sân vận động Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, đoàn khối thanh niên công nhân viên chức lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang đã tổ chức giải bóng đá mini hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và gây quỹ từ thiện cho thiếu nhi các hoàn cảnh khó khăn. Giải diễn ra với hai trận đấu giữa đội bóng nữ đoàn khối công nhân viên chức lực lượng vũ trang thành phố gặp đội nữ cán bộ đoàn xã phường và trận đấu giữa đội Nam Liên Quân 1 gặp đội Nam Liên Quân 2. Các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, cầu thủ của hai đội đã chơi đầy cống hiến, sôi nổi với những pha bóng đầy kỹ thuật, những màn phối hợp khéo léo, đẹp mắt và kết thúc bằng nhiều bàn thắng ấn tượng. Sau giải đấu, ban tổ chức đã thu được số tiền quỹ 53 triệu đồng dùng để hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên khu vui chơi thiếu nhi tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang và trao tặng quà cho các em học sinh khó khăn miền núi, vùng biển đảo của tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 30 năm đổi mới, mở cửa hội nhập, Khánh Hòa nhanh chóng trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực, một trung tâm du lịch lớn của cả nước, nhiều khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ du lịch lớn ra đời. Chính sách đối ngoại, mở rộng hợp tác đầu tư trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội Khánh Hòa không ngừng phát triển. Có được kết quả đó nhờ sự đóng góp không nhỏ của lực lượng an ninh kinh tế công an Khánh Hòa trong việc bảo vệ môi trường an ninh an toàn cho kinh tế địa phương phát triển để đảm bảo cho kinh tế phát triển theo đúng đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước lực lượng an ninh kinh tế công an khánh hòa luôn bám sát địa bàn tiến hành đồng bộ các biện pháp kịp thời phát hiện những yếu tố tiêu cực những biểu hiện nghi vấn tham ô tham nhũng lợi dụng hoạt động kinh tế để trục lợi đặc biệt đơn vị luôn chủ động phối hợp với những doanh nghiệp lớn những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ các cơ quan doanh nghiệp nhiều giải pháp có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo vệ an ninh an toàn cho các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia dự án cao tốc nhà trang cam lâm là một dự án trọng điểm quốc gia thì là dự án trải dài 50 km đi qua là hai huyện và một thành phố thì qua thời gian vừa rồi thì được sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ của lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa và đặc biệt là phòng an ninh kinh tế thì là đã phối hợp tốt đã đảm bảo được cái an ninh trật tự an toàn trong quá trình thi công triển khai thi công do đó thì được cái sự hỗ trợ như vậy thì tập đoàn sân hải cũng đã thi công hoàn thành vượt tỷ độ đề ra trong thời kỳ mở cửa hội nhập kinh tế, hoạt động của các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế phát triển rất phức tạp và đa dạng với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Không ít đối tượng lợi dụng tranh nghĩa đầu tư, hợp tác kinh tế nhằm tìm cơ hội trục lợi, phá hoại môi trường kinh doanh gây tổn hại đến nền kinh tế. Với phương châm an ninh chủ động, lực lượng an ninh kinh tế đã bám sát nhiệm vụ, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh, đề xuất tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh kinh tế. Do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Khánh Hòa đang tập trung tạo dựng môi trường thông thoáng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Lực lượng an ninh kinh tế đã chủ động nắm chắc tình hình các đối tác trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn để kịp thời tham mưu lãnh đạo các cấp. Cũng qua các mặt công tác nghiệp vụ, lực lượng an ninh kinh tế đã phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng cơ chế chính sách ưu đãi để hoạt động phá hoại, lừa đảo, vi phạm pháp luật về kinh tế. Lực lượng an ninh kinh tế công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện và tham mưu cho ban giám đốc, chỉ đạo xử lý các sai phạm nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả có thể gây thiệt hại làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chủ động xây dựng các đề án, phương án, kế hoạch tạo thế chủ động trong công tác phòng ngừa, trong đó tập trung nghiên cứu, tham mưu, giám đốc công an tỉnh, trình cho tỉnh ủy, ban hành nghị quyết chỉ đạo các sở ban ngành, cùng với công an tỉnh xây dựng đề án đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị, trong quá trình xây dựng phát triển tỉnh Cánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, theo tinh thần nghị quyết 09 của Bộ Chính trị mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra nhiều cơ hội phát triển, song cũng đặt ra không ít thách thức trong lĩnh vực an ninh kinh tế. Nhận thức rõ ràng những nguy cơ, thách thức đặt ra, lực lượng an ninh kinh tế công an Khánh Hòa sẽ không ngừng đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh an toàn, có phần quan trọng củng cố và bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật, khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển tạo điều kiện để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030. Những thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự Khánh Hòa tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.